ông Putin nêu cách đáp trả Phần Lan gia nhập NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trước kia Nga và Phần Lan không có mâu thuẫn, nhưng bây giờ thì có và Moscow buộc phải đáp trả việc Helsinki gia nhập NATO. Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 17 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong nhiều thập niên, Phần Lan không gây bất cứ rắc rối nào cho Nga, nhưng điều này đã thay đổi sau khi Phần Lan gia nhập NATO. Phương Tây lôi kéo Phần Lan vào NATO. Tại sao chúng ta có tranh chấp gì với Phần Lan hay không? Mọi tranh chấp, kể cả những tranh chấp có tính chất lãnh thổ vào giữa thế kỷ 20 đều đã được giải quyết từ lâu, ông Putin nói. Ông Putin nói thêm, trước khi Phần Lan quyết định gia nhập NATO, hai nước có mối quan hệ khá thân mật, rắc rối nhỏ duy nhất giữa Moscow và Helsinki là tranh chấp kinh doanh xoay quanh ngành chế biến gỗ. Trước kia không có vấn đề gì, nhưng bây giờ sẽ có, bởi vì bây giờ chúng tôi sẽ thành lập quân khu Leningrad ở đó và chắc chắn sẽ tập trung các đơn vị quân đội ở đó. Ông Putin nêu cách Nga đáp trả việc Phần Lan gia nhập NATO. Để đối phó việc NATO mở rộng hiện diện quân sự ngày càng gần biên giới nước Nga, Moscow sẽ thành lập quân khu Leningrad đóng tại khu vực Tây Bắc đất nước. Phần Lan có chung đường biên giới kéo dài khoảng 1.340 km với Nga, căng thẳng giữa hai nước leo thang khi hồi tháng 4, Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của Liên minh NATO, chấm dứt hàng chục năm duy trì chính sách không liên kết quân sự. Phần Lan cũng bắt đầu xây dựng hàng rào biên giới với Nga. Gần đây, Phần Lan thông báo đóng cửa hoàn toàn biên giới với Nga sau khi cáo buộc Moscow đứng sau các cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào Helsinki như tạo điều kiện cho làn sóng nhập cư bất hợp pháp vào Phần Lan. Tuần trước, Phần Lan công bố kế hoạch ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng DCA với Mỹ, cho phép Washington đồn trú binh sĩ và dự trữ khí tài ở Phần Lan. Bộ Ngoại giao Phần Lan cho hay nước này sẽ mở 15 khu vực trên toàn quốc cho phép quân đội Mỹ tiếp cận và sử dụng. Phần Lan quyết định nộp đơn gia nhập NATO do lo ngại về an ninh quốc gia sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Nga nhiều lần cảnh báo, quyết định này của Phần Lan là sai lầm, bởi thực tế hai nước vốn không có mâu thuẫn đáng kể nào. Trong khi đó, Moscow tuyên bố sẽ đáp trả việc NATO mở rộng hiện diện về phía Đông, tiến sát biên giới Nga. Moscow coi việc NATO mở rộng hiện diện tại khu vực là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Trước cuộc trả lời phỏng vấn hôm qua, Putin bác bỏ bình luận gần đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Nga sẽ chưa dừng lại tại Ukraine mà sẽ tiếp tục tấn công một quốc gia NATO buộc Mỹ phải đưa quân đến. Putin nhấn mạnh, Nga không có lý do không có lợi ích, không có lợi ích địa chính trị, kinh tế, chính trị hay quân sự để chiến đấu với các nước NATO. Ông nói thêm rằng, Moscow không có bất kỳ yêu sách lãnh thổ nào đối với các nước NATO. Chúng tôi không muốn làm hỏng quan hệ với họ. Chúng tôi luôn muốn phát triển quan hệ, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố. Thưa quý vị và các bạn, cựu Tổng thống Mỹ ông Donald Trump lại gây sốc khi nói người nhập cư không có giấy tờ đang đầu độc dòng máu nước Mỹ, lặp lại những lời lẽ đã bị chỉ trích là bài ngoại và mang tư tưởng của nước Quốc xã đó là phát ngôn của ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa trong sự kiện vận động tranh cử ở New Hampshire ngày 16 tháng 12. Tại đó, cựu tổng thống chỉ trích việc người di cư vượt biên ở biên giới Mỹ và Mexico vốn đã đạt mức cao kỷ lục vào tháng 9. Ông Cam kết sẽ chấn áp nhập cư bất hợp pháp và hạn chế nhập cư hợp pháp nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm sau. Khi 15, 16 triệu người vào nước Mỹ khiến chúng ta phải gánh vác thêm rất nhiều việc. Họ đang đầu độc dòng máu của đất nước chúng ta. Đó là những gì họ đã làm. Những người từ các viện tâm thần và nhà tù trên khắp thế giới, không chỉ ở Nam Mỹ, không chỉ ở ba hay bốn quốc gia. Họ đang tràn vào đất nước chúng ta từ châu Phi, từ châu Á, trên khắp thế giới. Họ cứ vào mà không ai thèm để ý tới. Ông Trump cũng sử dụng cụm từ đầu độc dòng máu trong cuộc phỏng vấn với The National Post, một kênh truyền thông thiên hữu được công bố vào cuối tháng 9. Khi đó, Liên đoàn Chống Phỉ Báng, một nhóm vận động của người Do Thái tại Mỹ đã lên án cựu Tổng thống vì việc này. Lãnh đạo Liên đoàn Chống Phỉ Báng Jonathan Greenblatt cho rằng ông Trump đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc, bài ngoại và đáng khinh. Sau vụ bắn nhầm con tin mới đây thì nhiều khả năng trong những ngày tới Israel sẽ tham gia đàm phán nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn mới kèm trao đổi con tin với lực lượng Hồi giáo Hamas. Theo các nguồn tin Ai Cập, các quan chức Israel dường như đã thay đổi quan điểm về một số điều mà trước đó họ phản đối. Theo đó, Thủ tướng Israel dường như đã sẵn sàng hơn với lời kêu gọi từ các bên trung gian nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới, đồng thời trả tự do cho các tù nhân Palestine để đổi lấy các con tin bị giam giữ ở Gaza. Thông tin trên được đưa ra sau khi người đứng đầu cơ quan tình báo Israel David Barnett gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdurrahman Al Thani ở châu Âu mới đây trong nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán. Nếu không bị áp lực quân sự, chúng tôi sẽ không thành công trong việc tạo ra một phác thảo dẫn đến việc trả tự do cho 110 con tin và chỉ có luật quân sự tiếp tục mới dẫn đến việc trả tự do cho tất cả các con tin của chúng tôi. Chỉ thị của tôi đối với nhóm đàm phán dựa trên điều này. Tờ nhật báo 4Wall của Mỹ mới đây cho biết các quan chức của Israel và Qatar dự định sẽ gặp nhau tại Na Uy trong những ngày tới nhằm thảo luận khả năng thiết lập một lệnh ngừng bắn mới kèm trao trả con tin giữa quân đội Israel và phong trào hồi giáo Hamas tại Gaza. Qatar hiện là nước đóng vai trò trung gian hòa giải chính giữa Israel và phong trào Hamas. Nước này đã tích cực thúc đẩy hai bên ký thỏa thuận ngừng bắn, giúp các con tin ở giải Gaza được trả tự do, qua đó đổi lấy sự tự do cho các tù nhân người Palestine bị Israel giam giữ. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đang phải chịu áp lực rất lớn sau khi thông tin về việc quân đội Israel bắn nhầm ba con tin được công bố vào ngày 15 tháng 12 vừa qua. Nhiều cuộc biểu tình của gia đình người thân các con tin bị bắt giữ đã diễn ra vào ngày hôm qua ở thủ đô Tel Aviv của Israel. Hàng nghìn người đã tập trung tại Tel Aviv vào đêm 16 tháng 12 để kêu gọi chính phủ Israel hành động hơn nữa để các con tin đang bị lực lượng Hamas giam giữ ở Gaza được thả. Nhiều người thân của các con tin kêu gọi ông Netanyahu quay lại bàn đàm phán, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng người thân của họ có thể là nạn nhân tiếp theo. Cho đến nay, vẫn còn khoảng 200 công dân Israel và người dân các quốc gia khác đang bị lực lượng Hamas bắt cóc sau vụ Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 vừa qua. Trong đợt ngừng bắn nhân đạo đầu tiên kéo dài một tuần vào cuối tháng trước, phía Hamas đã trả tự do cho trên 100 con tin là phụ nữ, trẻ em và người nước ngoài. Đổi lại, phía Israel cũng phong thích 240 tù nhân người Palestine, trong đó đa phần đều là phụ nữ và trẻ em đều đang bị giam giữ tại nước này. Giá rét đang bao trùm một số quốc gia ở Đông Bắc Á, trong đó có Trung Quốc và Hàn Quốc. Trời thì rất là lạnh, nhiệt độ giảm sâu đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân cơ quan chức năng tại nơi đây đã phải đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ người dân để có thể chống chọi với giá rét. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ngày 17 tháng 12 tiếp tục duy trì cảnh báo màu cam về giá rét. Đây là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo 3 cấp trong bối cảnh giới chuyên gia dự báo nhiệt độ sẽ giảm sâu ở hầu hết các vùng trên khắp Trung Quốc. Tại các khu vực Cát Lâm, Liêu Ninh, Chê Giang và Quảng Tây, Thượng Hải, nhiệt đã giảm từ 16 đến 20 độ C. Có những nơi nhiệt độ xuống còn 2 độ C. Văn phòng Ủy ban Phòng chống giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai quốc gia và Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp với sự tham gia của các đại diện các sở ngành liên quan nhằm ngăn ngừa và ứng phó với các thảm họa do nhiệt độ thấp, mưa, tuyết rơi dày và băng giá gây ra. Tại đây, các quan chức đánh giá các thảm họa do nhiệt độ thấp, mưa, tuyết và băng giá tiềm ẩn các nguy cơ thiên tai cao và ảnh hưởng lớn đến sinh kế của người dân ở một số khu vực, đồng thời cho biết thêm rằng các đợt giá rét trên diện rộng dự kiến sẽ kéo dài. Trước đó, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các cơ quan chức năng nỗ lực hết sức để đối phó với tình trạng khẩn cấp này, chỉ đạo quyết liệt việc phòng ngừa và ứng phó với các thảm họa do nhiệt độ thấp, mưa, tuyết và băng giá gây ra. Trong khi đó, Hàn Quốc đã phải hứng chịu đợt lạnh và tuyết rơi dày tại nhiều địa phương. Sáng nay, Ban Quản lý Sân bay quốc tế Jeju đã yêu cầu hủy 10 chuyến bay xuất phát từ đảo nghỉ dưỡng cùng tên này. Đợt rét đậm đã ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay, khiến 10 chuyến bay bị hủy và 3 chuyến khác bị hoãn trong sáng nay. Theo cơ quan thời tiết, tính đến sáng cùng ngày, một số khu vực ở Jeju đã bao phủ lớp tuyết dày khoảng 20cm.